Hello, xin chào mọi người, lại là Nghĩa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình, My Maya Channel. Và trong clip ngày hôm nay thì sẽ là một clip time lapse quá trình mình hoàn thiện một cái bức tranh từ sketch cho đến hoàn thiện. Thì bức tranh này mình hoàn thiện trong vòng khoảng 5 tiếng gì đó, hơn 5 tiếng gì đó. Thì bước đầu tiên của mình sẽ là sketch, đương nhiên rồi, mình sẽ tìm một cái ý tưởng và mình sẽ sketch, và sau đấy thì mình sẽ áp cái lưới phối cảnh lên và mình sửa lại cái bản sketch đấy cho nó hoàn thiện. Bước tiếp theo là mình sẽ block những cái mảng màu lớn. Ở đây thì mình có những mảng màu lớn là nhân vật này và những ngôi nhà. Đấy thì mình sẽ block từng cái vật thể đấy ra từng layer riêng khác nhau. Và mình ban đầu mình sẽ bắt đầu bằng việc mình block cái màu ở trong bóng tối. Có nghĩa là mình tưởng tượng ra cái màu gốc của cái vật thể đấy là gì, sau đấy thì mình sẽ tưởng tượng ra là màu của nó ở trong bóng tối, trong cái điều kiện môi trường ánh sáng như thế thì nó sẽ là màu gì. Thì ở đây mình quyết định là mình sẽ sử dụng ánh sáng là ánh sáng mặt trời, nghĩa là ánh sáng nắng gọi là rực rỡ và đánh trực tiếp vào chủ thể. Thì những cái phần trong cái điều kiện trời nắng to như thế thì thường sẽ là bầu trời rất là màu xanh, và màu xanh thì rất là kiểu nó rất là xanh ấy, nên là những cái ở trong bóng tối thì thường nó sẽ ám cái màu xanh của cái bầu trời đấy xuống. Thì trong một clip khác mình sẽ nói về màu sắc và ánh sáng thì mình sẽ giải thích cái này kỹ hơn. Nhưng mà nói chung là mình ở trong bức tranh này thì mình chọn cái phương án màu đấy là mình sử dụng màu ở ngoài ánh sáng thì là màu nóng, còn màu ở trong phần bóng tối thì là màu lạnh. Nóng lạnh ở đây thì các bạn cứ hiểu là nóng lạnh là nó tương quan với nhau, chứ nó cũng không hẳn là nghĩa là màu nóng và màu lạnh ấy thì phải đặt cạnh nhau thì mình mới có thể nói được là tương quan của nó là nóng hay lạnh. Ví dụ một màu nâu thì mình cũng có thể nó là màu nóng, có thể là màu lạnh, tùy vào cái màu đặt cạnh nó là màu gì. Đấy thì mình sau khi mình block những cái mảng màu lớn như thế thì mình bắt đầu mình vào từng layer và mình chia sáng tối cho những cái vật thể đấy. Thì mình chia sáng tối, đầu tiên mình sẽ chia những mảng sáng tối lớn và rõ ràng trước, sau đấy thì mình mới bắt đầu đi vào để mình gọi là hoàn thiện những cái phần ở trong từng mảng sáng tối riêng đấy. Có nghĩa là mình chia mảng sáng tối lớn trước, sau đấy thì mình mới bắt đầu thêm những cái sắc độ trung gian vào, và mình vào từng cái phần bộ phận đấy. Ví dụ là mình sẽ vẽ từ cái phần mặt này, mình vẽ phần áo riêng, mình vẽ phần mặt riêng, và mình hoàn thiện dần dần bức tranh của mình. Thì đấy là một cái quy trình mà mình nghĩ là ai cũng nên gọi là làm theo như thế. Thật ra không phải ai cũng làm theo như thế, mỗi người sẽ có một cách riêng, nhưng mà quy trình này là dễ để tiếp cận nhất cho những người mới học. Đấy là vẽ từ tổng thể và vào đến những cái chi tiết nhỏ sau. Thì ở đây mình block những mảng lớn trước rồi mình đi vẽ chi tiết sau. Thì mọi người có thể thấy là cái cách mình chọn màu ấy thì thật ra đây là do kinh nghiệm của mình học vẽ. Thì mình chọn ra những cái màu như thế. Cái này mình thấy nó khá là bản năng, cộng với cả việc mình study những cái ảnh ở ngoài đời thật thì mình chọn ra được những cái màu như thế. Chứ việc chọn màu thì nó cũng không quá đơn giản đâu. Đấy thì ở đây thì mình đang render những cái phần ánh sáng. Thì ở trong một bức tranh thì nó sẽ có một vài nguồn sáng khác nhau và nó sẽ ảnh hưởng lên vật thể đấy. Ví dụ như là nguồn sáng trực tiếp là ánh sáng, ở đây là ánh sáng mặt trời, thì nó sẽ tác động vào những vùng sáng lớn và nó là sáng nhất. Tùy vào môi trường mà nó sẽ có thêm những cái nguồn sáng phụ nữa. Ví dụ như là ở trong cái tranh này thì mình lấy nguồn sáng phụ là ở cái phần trời hắt xuống, thì nguồn sáng phụ nó sẽ có màu xanh nhạt nhạt, và nó nguồn sáng này đương nhiên là nó sẽ yếu hơn so với cả nguồn sáng chính. Thì mình render những cái khối này dựa theo những cái thành phần về ánh sáng như thế. Thì ở trong cái clip mà mình nói về các thành phần của ánh sáng và cách ánh sáng tương tác với cả vật thể thì mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Ở đây là mình đang lên. Mọi người có thể thấy là mình không tập trung detail vào những cái phần chân tay hay là những cái phần ở xa. Bởi vì mình có một cái nguyên lý đấy là gần tỏ xa mờ, đúng không?
thì những cái ở gần mình và những cái mà các bạn muốn khán giả tập trung vào xem ấy, thì các bạn hãy đẩy detail vào những cái phần đấy. Và detail thì thường nó sẽ ở những cái phần mà giáp ranh giữa sáng với tối ấy, ở phần trung gian ấy, thì phần detail ở đấy nó sẽ rõ nhất. Thì đấy là những chỗ mà mình chọn để mình đẩy detail vào. Và mình tập trung detail vào xung quanh phần khu vực là mặt của nhân vật. Nghĩa là phần mặt nhân vật này, phần cổ áo này, phần cái chổi này, phần tóc này. Và mình tập trung detail ở những phần đó thôi. Còn những cái phần mà kiểu chân tay và những cái phần quần ấy, thì nó một là nó ở trong bóng tối, thì đương nhiên nó sẽ không thể nào nhiều chi tiết bằng những phần ở ngoài ánh sáng được. Thứ hai nó là phần chi tiết phụ. Và nó thì đằng nào cũng không phải chi tiết chính. Cộng với cả một tẹo nữa, mình sẽ tạo một cái effect để mình làm mờ nó đi, để tạo cảm giác chuyển động. Thì nó là chi tiết phụ thì bạn không cần phải đẩy detail, bạn không cần phải vẽ quá kỹ vào cái phần đấy làm gì cả, bởi vì nó sẽ gây mất tập trung cho khán giả. Thì đây cũng là một cái nguyên tắc, mà một trong những cái nguyên lý thị giác mà mình học được ở trường. Ok, tiếp theo thì mình sẽ render lại cái phần này. Tuy nhiên là ở phần bàn tay ở bên trong thì mình thấy chưa được hài lòng cho lắm, nên là mình đã phải vẽ lại và mình ngồi tỉa lại một chút cho nó nhìn cho nó hợp lý một tí. Nhưng mà mình kể cả như vậy thì mình cũng không đẩy detail cũng như là không đẩy tương phản ở cái phần đấy lên quá cao, bởi vì nó là, một là nó ở phụ, hai là nó ở xa, nên là tương phản thấp cộng với độ detail kém thì người ta sẽ không tập trung vào đấy. Mình sẽ dành thời gian mình tập trung vào những phần chính hơn. Tiếp đấy là mình render lại răng của con cún này tí, tại vì lúc đầu nhìn nó hơi nhọn nhọn, nhìn nó hơi kinh kinh, nên là mình đã làm tròn những cái răng đấy. Mình render lại một chút, mình thêm một chút gọi là texture lông ở những cái phần mà giao giữa sáng với tối, như là phần trung gian ấy, thì những phần đấy thì detail và texture nó sẽ dễ lên nhất, bởi vì nó có tương phản cao ở những cái phần như thế. Chứ còn ví dụ ở phần ở ngoài ánh sáng thì tương phản nó không quá cao, nghĩa là những cái phần đấy thì bạn không cần đẩy quá nhiều detail vào. Và những phần trong tối cũng thế, cũng không cần đẩy quá nhiều detail vào. Nhưng mà những phần mà giao giữa sáng với tối thì nên đẩy vào để nó gợi ra một cái cảm giác về texture. Tiếp theo đấy thì mình sẽ dùng lasso tool, nghĩa là cái gọi là polygonal lasso tool, nghĩa là cái lasso tool mà nó thẳng, nó rất nhiều cạnh thẳng ấy, để mình block lại những cái phần về nhà cửa các thứ để cho nó vuông vức. Tiếp theo đấy thì mình sẽ dùng một cái thủ thuật mà mình hay dùng cho những cái tranh mà đơn giản. Đấy là mình vẽ những cái mảng màu khác nhau. Tuy nhiên là những mảng màu khác nhau thường là sẽ những màu trung tính, mà mình để ở cái chế độ soft light. Sau đấy thì mình tẩy một ít đi, thì nó sẽ thành một ít texture mình áp lên những cái nhà đằng sau. Thì nhìn cho nó gọi là thêm có một chút detail thôi, không quá quan trọng. Tiếp theo đấy là mình sử dụng cái filter motion blur để mình blur những cái phần mà mình nghĩ là khi mà một vật chuyển động nhanh ấy, thì mình chỉ bắt được nét của cái vật đấy thôi. Còn những phần mà mình không bắt được nét thì nó sẽ bị blur đi. Thì cái effect này sẽ tạo một cái cảm giác là một vật thể đang chuyển động với tốc độ nhanh. Tuy nhiên là mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong cái việc sử dụng cái filter này, nên là có thể là nhìn nó vẫn còn chưa được thật cho lắm. Thì mình sẽ cố cải thiện trong những tranh sau. Tiếp theo đấy là mình vẽ thêm những cái chi tiết nhỏ nhỏ, như kiểu là mẩu vụn giấy hay là những cái hạt bay trong không khí. Khi mà bạn thấy kiểu flash và liếc chạy thì nó sẽ có những cái như thế. Nó là một cái chi tiết nhỏ thôi. Sau đấy, sau cùng thì mình dùng một số các loại filter mà để mình tham khảo các cái mood khác nhau của tranh, để mình xem, mình chỉnh sửa lại ánh sáng. Và cuối cùng là mình kết thúc. Ok, sau đây là phần chữ ký, đấy, hết rồi. Ok nha. Và đăng ký kênh của mình ở đây, xem thêm các clip khác của mình ở đây. Đừng quên like, share video này, comment ở dưới nếu mà các bạn thấy clip này có ích. Và xin chào tạm biệt.